mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Bằng Tâm và xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Thì trước mắt anh chị đây là cái dòng xe tải ZN650E5. Con này là phiên bản sử dụng động cơ DV, động cơ Đức nha anh chị nha. Thì hồi hôm qua em đã có lên cho anh chị cái mẫu xe N350E5 là phiên bản cái tải trọng thấp nhất cho anh chị rồi. Thì hôm nay thì sau khi mà em đăng lên TikTok á, thì có một vài anh chị gọi cho em là cái phiên bản 6 tấn 8 á, nó có khác gì so với cái phiên bản 3 tấn rưỡi hay không. Thì sẵn đây bên em đang có sẵn một em xe màu xanh. Thì anh chị nào mà thích cái mẫu màu xanh đậm như thế này á, thì có thể lên trực tiếp xem xe tại địa chỉ là ô tô Phú Cường chi nhánh Bình Chánh nha anh chị nha. Anh chị có thể gõ Google hoặc là gõ bản đồ này kia, chúng ta đều có thể thấy được địa chỉ và hẹn em lên xem xe lái thử trực tiếp nha. Và thời điểm cuối năm này á, khi mà anh chị mua xe á, anh chị sẽ có rất là nhiều cái ưu đãi luôn. Thứ nhất là ưu đãi về giá, là do cuối năm rồi cho nên là các đại lý cũng như là các nhân viên cũng đang cố gắng chốt KPI, chạy gọi là chốt KPI cuối năm mà, cho nên là để giá gọi là giá nào cũng bán cho anh chị luôn á, thật sự là vậy đó. Cho nên là khi anh chị mua xe ở thời điểm này á, luôn luôn là một cái thời điểm để được giá tốt nhất trong cả một năm luôn. Và thêm một cái nữa là hiện tại do nhà máy nó có chương trình khuyến mãi con này lên tới là 10 triệu và được nhà nước khuyến mãi hết trước bạ nữa, cho nên là khi anh chị mua xe ở thời điểm này, gần như tất cả các gói khuyến mãi nó đều được tận dụng tuyệt để cho anh chị chốt được cái giá thấp nhất nha anh chị nha. Đó, đây cái mẫu xe N650E5, cabin của nó nha anh chị nha, mã màu là mã màu xanh đậm, anh chị thấy như thế nào? Đó, để lại cho em một cái bình luận về cái mã màu này nha. Đó, nhưng mà nếu mà anh chị nào mà đã từng mua xe của em ở cái phân khúc mà thùng dài 5m3 sử dụng động cơ Đức này á, chắc anh chị cũng đã thấy hơi ngờ ngợ đúng không? Có gì đó hơi khác biệt xíu so với cái phiên bản trước đây. Đúng rồi, thì như em phân tích ở clip trước, đối với phân khúc xe 6 tấn 8 này á, nó cũng có những cái thay đổi giống như cái hàng 3 tấn rưỡi luôn. Đó chính là nó sẽ thay đổi về cái gọng gương nha anh chị nha. Thay đổi về gọng gương do cái thùng nó được kéo rộng ra từ 2m120 lên 2m270, cho nên là phải sử dụng cặp gương của hàng N900 đưa qua như thế này đây, thì nó mới quan sát được hết cái phần đuôi thùng, do là cái thùng nó rộng hơn nha anh chị nha. Và một phần nữa, cũng vì lý do cái thùng nó rộng hơn cho nên là bên nhà máy đã thiết kế thêm cái dè nó đưa ra nó dài hơn đó, để nó làm liền luôn cái phần thùng, chứ nó không phải là để cái đầu nó nhỏ mà cái thùng nó bự thì nhìn nó là bị xấu đó. Thiết kế như thế này luôn, nó giống như là bê cái đầu cabin của cái thằng N900 đưa qua vậy đó anh chị nha. Đó rồi, một cái nữa là cái phần vỏ. Vỏ con này hiện tại sử dụng là cho chúng ta là vỏ Casumina và với thông số vỏ là 825516, và hiện tại xe này nó đã làm phiếu lại hết toàn bộ 3 phân khúc luôn, cho nên là cái thông số vỏ nó được đồng bộ ở 3 phân khúc luôn nha, không có chia như ngày xưa nữa nha anh chị nha. Đó, đây là cái bình Ure. Xe của mình thì theo tiêu chuẩn Euro 5 cho nên là chúng ta trang bị bình Ure là như thế. Đó, một cái bình dầu bằng nhựa nha anh chị nha. Rồi, để em qua bên kia để em quay kỹ hơn và cho anh chị cái phần thùng xe cũng như là nội thất nha. Đây ạ. Rồi, chúng ta xem một xíu về phần nội thất xe đi. Đó. Thiết kế của phân khúc 6 tấn 8 cũng giống như là 3 tấn rưỡi luôn, là ở cái phần tay nắm cửa đây được mạ chrome rất là sáng bóng. Cái này là màu cánh gián, và cái phần viền mạ chrome ở cái phần dàn lo ở đây là một cái điểm nhấn khi chúng ta bước lên xe nha. Xe thì hiện tại bạc đã có sẵn theo xe luôn, cho nên là anh chị khi chốt xe bên em sẽ cho dịch vụ tiến hành trùm bạc cho anh chị nha. Đó. Xe của chúng ta được trang bị là 3 chỗ ngồi như anh chị thấy đây, 3 chỗ ngồi phanh lóc kê. Đó. Nó hay cái là từ 3 tấn rưỡi, 5 tấn, 6 tấn 8 đều thanh hơi lóc kê hết luôn, đồng bộ từ A tới Z hết. Đó. Ghế nỉ nha anh chị nha. Anh chị nào chốt thời điểm này em tặng cho anh chị thêm cái bộ bọc ghế với là bộ camera hành trình nha anh chị nha. Đó. Đây là máy lạnh, đầu radio cũng như là quạt gió cũng như là các chức năng theo xe đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Chìa khóa chúng ta sử dụng là chìa khóa điện nha, smart key thông minh. Đó.
xe được trang bị là cái tăng chỉnh âm lượng trên vô lăng luôn nha chị nha. Đó, cơ bản là như vậy. Bên đây thì chúng ta có trang bị thêm một cái hốc để đồ ở vừa phải. Ở phía trên, đối với cái phân khúc mà xe 688 này á, nó sẽ không có cái hộc đồ nha anh chị nha. Nó thiết kế của nó là như vậy. Rồi, bây giờ em sẽ quay kỹ hơn về cái phần thùng cho anh chị xem, cũng như là về cái phần dàn chân. Đó. Rồi, đây là cái phần đuôi sau của cái thùng xe nha anh chị nha. Thì đứng ở đây chúng ta dễ dàng quan sát hơn về tổng thể của thùng xe cho anh chị này dễ nắm nè. Thì như em nói, cái phần thùng xe của ba phân khúc xe này nó không khác nhau về kích thước luôn. Đều sử dụng cái lọt lòng thùng là 5m250 chiều dài. Chiều rộng của chúng ta là 2m270 và chiều cao là 1m990 nha anh chị nha. Đó. Thì xe so ra thì cái hồi trước á, cái phân khúc mà trước khi mà đổ phiếu á, chiều cao của nó là nó sẽ thấp hơn một phân thôi. Thấp hơn một phân thôi. Ngày xưa nó được 2m. Đó. Thùng này là thùng đóng theo kiểu của nhà máy, cho nên là cái cách đóng của nó anh chị nhìn anh chị biết liền nè. Đây, đây là phần khóa tôm ha. À, khóa tôm thì được làm bằng sắt. Cách ngoài của chúng ta thì được làm bằng inox 430 dập sóng như thế này, 6 dèm. Đó, có in logo của chị Dắt luôn. Cái phần trong lòng thùng xe nha anh chị nha. Thì cái thùng xe của chúng ta được trang bị là ở phía trong là cái dách tôn kẽm 6 dèm. À, và ở giữa lót của từng cái bẩn á, bằng mút xốp nha anh chị nha. Còn dách xa cabin á, thì chúng ta được bắn từ dưới mặt sàn lên tới hết chân kèo luôn. Đó, sàn là sàn sắt 3 ly nha, sàn phẳng. Đó, cơ bản là như vậy. Đây là cái phần đuôi thùng sau. À, cặp đèn ha. Đây, cái sắt xi con này nó cũng là sắt xi dày 2 lớp luôn nha anh chị nha. 6,5 tấn sắt xi 2 lớp. Đó, 6,8 tấn chứ, ngày xưa là 6,5 tấn, giờ là 6,8 tấn, mà tại quen miệng thôi. Nó làm phiếu mới lại cho nên là anh chị lấy được cái tải cao hơn được xíu nữa. Đó, đây, đây là cái phần khi mà nhận xe thì xe nó được trang bị thêm một chúng ta một cái thùng đầu nghề ở phía sau nha chị nha. Đó, và đây là cầu phanh hơi lốc cây nhíp 2 tầng là những gì mà con xe này mang lại cho chúng ta. Đó, tuyệt vời chưa? Rồi, thì quý anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn lấy một con xe 6,8 tấn thùng dài 5m3 để cho anh chị có thể chở hàng thì liên hệ với em ngay để được hỗ trợ tư vấn báo giá mua xe. Thì giá xe hiện tại đối với dòng 6,8 tấn này là 546 triệu xe thùng chưa bao gồm chi phí giấy tờ, thì nó được nhà máy khuyến mãi lên tới là 1 triệu, thì chúng ta chỉ còn lại là 536 triệu thôi nha anh chị nha. 536 triệu đối với phân khúc xe 6,8 tấn và giấy tờ nó sẽ tính theo biên lai nhà nước là xong. Là đó là giá của bên đại lý công bố. Thì nhưng mà khi mà anh chị chốt với em trong cái thời điểm này, ngoài từ những phần quà kèm theo là những cái phụ kiện, thì bên em có tặng cho anh chị thêm tiền mặt nữa. Với mức giá bao nhiêu thì sẽ tùy theo cái độ thiện chí của anh chị khi chốt xe nhanh gọn lẹ với bên em hay không thôi. Nhưng mà chắc chắn là hứa sẽ có, sẽ bớt thêm tiền xe cho anh chị nữa nha. Và anh chị chỉ cần chuẩn bị cho bên em là tầm 160 triệu đến 170 triệu là anh chị đã có thể sở hữu ngay cái em xe 6,8 tấn thùng dài 5m3 lên rồi. Đó, 160 triệu đến 170 triệu nha. Thì vay qua bên chỗ ngân hàng VIBank thì chúng ta sẽ không cần phải chứng minh thu nhập đâu. Đó, thì vay được 75%, vay được tối đa là từ 2 năm đến 7 năm, bao thu nhập, bao nguồn thu cho anh chị luôn. Còn anh chị nào mà muốn trả thấp hơn nữa thì chúng ta có thể vay qua bên chỗ công ty cho hệ tài chính Kelly. Thì bên đó em cũng có phân tích rất là nhiều về bên chỗ công ty cho hệ tài chính rồi. Anh chị có thể bấm lại xem nha. Thì em sẽ được nói sơ qua, thì bên đó nó sẽ hỗ trợ cho vay tối đa là 75%, nhưng mà nó giải ngân là 85, ký quỹ 10%, nhưng mà được cái á, là nó hỗ trợ các khoản là không mua nhân họ, với lại nó hỗ trợ được 75% thì ký quỹ 10%, nhưng mà trên giấy tờ vẫn qua là vay 85 nha, là 85% giá trị xe, 85% bảo hiểm thân vỏ và 85% phí trước bạ. Còn những khoản còn lại là anh chị đóng cho bên nhà xe cũng như là tiền ký quỹ và bảo hiểm khoản vay. Thì anh chị nào mà muốn mua xe qua bên chỗ công ty cho hay tài chính, muốn biết rõ hơn cái số tiền mình đóng thì anh chị chỉ cần liên kết với em thôi qua Zalo, rồi em sẽ gửi cho anh chị cái bản tính gốc lại hàng tháng, cái bản số tiền đã trước bên Kelly. Đó là xong xuôi rồi. Với cái phần chi phí giấy tờ khi mà anh chị mua xe, khi mà anh chị mua xe thì là cung cấp giùm em cái căn cước công dân
hai vợ chồng hoặc là giấy đăng ký kết hôn. Nếu anh chị nào mà chưa có gia đình làm nhầm em giấy xác nhận độc thân đó là xong nha. Còn lại bên em sẽ hỗ trợ ký hồ sơ giao xe tận nhà luôn cho anh chị. Nếu anh chị nào ở xa quá thì cố gắng đến showroom để nhận xe nhầm em, hoặc là đến showroom chi nhánh bên em nha. Bên em có lên tới 10 showroom lần, cho nên là anh chị có thể đến showroom gần nhất của công ty bên em để tiến hành nhận xe, đỡ phải chi phí đi lại này kia nữa. Rồi, video xin được kết thúc tại đây nha. Chào anh chị nha.